Tiếp tục diễn biến bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5, sau khi trợ giúp Tiêu Viêm cầm chân Hàn Phong, độc tính trong người Tiêu Y Tiên lại tái phát, chất độc cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài, Chim Chóc vừa bay vào gần liền ngã xuống mất mạng. Tô Thiến lắc đầu thở dài ngao ngán. Tiêu Viêm lấy tốc độ nhanh nhất tiến lại căn phòng của Tiêu Y Tiên, bởi vì khí độc quá nồng nặc nên Tô Thiến chỉ có thể ở bên ngoài. Tiêu Viêm thì có dị hòa hộ thể nên không sợ, hắn lập tức chạy vào phòng xem tình hình. Tiêu Y Tiên đang nằm nghỉ ngơi, toàn thân co rúm như con tôm. Sau khi bắt mạch kiểm tra liền cảm thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng, khí độc đã lan ra khắp toàn thân, sắp xâm nhập vào thần trí rồi. Sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy hắn đang ở bên cạnh mình, Tiêu Y Tiên liền vội vã yêu cầu hắn mau rời đi. Ách nan độc thể sắp bạo phát, hắn còn ở lại thì sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Viêm vội trấn an. Lúc này Tiêu Y Tiên đã vô cùng yếu ớt, nàng cho hắn biết rằng thời gian đi theo hắn, nàng đã được sống một cuộc sống rất vui vẻ rồi. Đến lúc ách nan độc thể thực sự bạo phát, vẫn hy vọng hắn hãy xuống tay hạ sát mình. Nàng không muốn có thêm nhiều người vô tội sẽ vì mình mà mất mạng. Tiêu Viêm lại tiếp tục trấn an rồi nhanh chóng tìm cách hóa giải. Hiện tại hắn có bồ đề hóa thể tiền, còn thiếu ma hạch của thiên độc hàn long thú. Nhưng lúc này nên đi đâu tìm thì lại không biết. Đúng vào lúc tuyệt vọng, thiên hòa tôn giả đột nhiên lên tiếng. Lúc còn sống, lão từng có một người bạn có thể chất này, cũng từng tạo ra một phương pháp phong ấn trì hoãn bạo phát độc trong vòng 3 năm. Tiêu Viêm nghe vậy liền vui sướng cùng gấp gáp, hắn muốn nhờ lão già này truyền thụ phương pháp cho mình. Thiên hòa tôn giả cũng thoải mái truyền thụ cho Tiêu Viêm. Phương pháp chính là mượn dị hòa để áp chế độc. Tiêu Y Tiên đều tin tưởng hắn sẽ làm được nên cũng tùy ý để hắn an bài. Tiêu Viêm nhanh chóng thi triển pháp quyết, quá trình phong ấn độc vô cùng đau đớn. Tiêu Y Tiên vẫn cố gắng chịu đựng, độc tố trong người nàng ta phản kháng kịch liệt. Luồng khí độc cuồn cuộn tuôn ra bao bọc lấy Tiêu Viêm. Hắn vừa gắng gượng chịu đựng vừa tiêu tốn đấu khí hỗ trợ Tiêu Y Tiên. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người. Quá trình khống chế độc thành công mỹ mãn, độc trong người nàng ta hoàn toàn bị khống chế lại. Thực lực nàng ta còn đột phá lên đến ngũ tinh đấu tông. Tiêu Viêm vì cố gắng hết sức nên đã bị độc thẩm thấu vào cơ thể. Tiêu Y Tiên nhanh chóng hút độc ra khỏi cơ thể hắn, nhờ vậy mà hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại. Theo cường độ phong ấn, độc tố trong cơ thể Tiêu Y Tiên sẽ bị áp chế trong khoảng 2-3 năm. Nhiều thời gian đó, đủ để hắn tìm ra thiên độc hạ lòng thú. Trước khi tiến về Trung Châu, Tiêu Viêm còn có việc quan trọng cần phải làm, đó là luyện chế thất phẩm đan dược cho Mỹ Đỗ Toa. Động tĩnh đan dược tạo ra vô cùng kinh khủng, nên Tiêu Viêm phải chọn nơi luyện chế là sâu bên trong rừng núi. Bên cạnh còn có hai đấu tông hộ vệ. Tiêu Viêm lấy ra dị hỏa rồi linh dược, tất cả linh dược đều được đưa vào bên trong lò để luyện chế. Thủ pháp mượt như nước chảy mây trôi, khiến Tô Thiên phải tấm tắc khen ngợi. Tiêu Viêm lại lấy ra một giọt tinh huyết của con ma thú cấp 7 đã lấy được ở phòng đấu giá Hắc Hoàng Thành, rồi cho vào trong lò luyện đan. Tinh huyết của ma thú đã có linh tính, chỉ là một tia linh hồn còn sót lại của ma thú đã ép cho hắn phải ngục thở. Luyện đan phải dựa vào bản thân, không thể mượn nhờ ngoại lực hỗ trợ được, nên Tiêu Y Tiên và Tô Thiên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Tử Nghiên thì không chịu ngồi yên, cô nàng lao lên tung một cú đấm vào mặt con ma thú khiến nó tan biến. Bởi vì uy áp của ma thú này là đến từ huyết mạch, hắn mãi mãi cũng không thể nào loại trừ được. Tên kia vừa bị đánh tan thì đã nhanh chóng xuất hiện lại. Tử Nghiên cũng lấy ra một chút huyết dịch. Cô bé cảm thấy nguồn gốc của mình còn mạnh hơn, dùng máu của cô bé liền có thể chấn áp được cỗ sức mạnh từ con ma thú kia. Sau khi đã giải quyết được vấn đề khó khăn, Tiêu Viêm cũng an tâm luyện chế đan dược. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Tiêu Viêm mải mê đắm chìm vào trong trạng thái luyện chế, vô tình ngộ ra được cảnh giới đan hồn cảnh. Cảnh vật xung quanh đều bị cỗ sức mạnh tinh thần của hắn làm cho ngừng lại. Đan hồn cảnh là cảnh giới trong truyền thuyết. Trong trạng thái này, sức mạnh linh hồn được phóng đại vô hạn. Nói dễ hiểu hơn thì lần này luyện đan chắc chắn sẽ thành công. Đan dược nhanh chóng thành hình, mây đen gió lốc ồ ạt kéo đến, luyện chế ra thất phẩm đan dược chắc chắn sẽ dẫn tới đan lôi. Tiêu Viêm đứng dậy, việc hắn luyện chế ra thất phẩm đan dược cũng đủ điều kiện để xuất sư. Rất nhanh sau đó, đan lôi cũng giáng xuống bên dưới. Tiêu Viêm cầm huyền trọng xích lao lên, chủ động ngạnh kháng trực diện. Sấm sét bị hắn đẩy lui, đã vậy hắn còn lên tiếng khiêu khích lôi kiếp. Lôi kiếp nghe được những lời này cũng phóng xuống một kích khủng khiếp. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ để ấn quyết đánh ra một trường đối đầu trực diện. Sau khi ngăn cản, sấm sét lại tụ tập thành một quả cầu khổng lồ. Tiêu Viêm càng thích thú, hắn sử dụng ra bộ khôi lỗi để ngăn cản. Đến đây thì ta mới biết được ý định của hắn là dùng khôi lỗi để hấp thu lôi kiếp rèn luyện. Bộ khôi lỗi này được luyện chế từ thân thể của địa ma lão quỷ cùng nhiều loại vật liệu quý hiếm, sức chiến đấu tương đương với đấu tông.
Lôi Kiếp tan đi, đan dược cũng đã luyện chế xong. Hắn cầm viên đan dược nhìn về nơi xa, lòng cầu mong Mỹ Đỡ Toa sẽ bảo trọng. Và diễn biến bộ phim khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé.